Thì hôm nay tôi đã nhận được hàng ship về đến nhà. Đây là chai BetQ với dung tích là 1 lít. Cái này thì pha được 5 phồng, như vậy là trị giá là 70.000 một phồng 200 lít, thì quá rẻ phải không các bác? Nếu như mà phun được 1 hecta, kéo dài hiệu lực được 6 tháng, quá rẻ. Còn đây là thuốc trừ nấm bệnh BQ. Cái này thì tôi thấy thành phần mancozeb chứa 64% và mentalacin chứa 8%, còn lại là 28% là phụ gia, đặc trị xỉ mủ, thối rễ, đốm quả, thối quả, thán thư, sương mai, vàng lá, lưu dẫn 2 chiều, diệt trừ nấm bệnh. Một cái gói này khối lượng tịnh là 200 gram, thì pha 20 gam thuốc cho một bình 20 lít, hoặc là 200 gam thuốc cho một bình 200 đến 240 lít. Thì cái này có 200 gam mà phun được cho một bình là 200 đến 240 lít. Mỗi một gói này là pha một bình 200 lít. Tôi mà biết được cái BetQ này sớm thì nhà tôi tiết kiệm được rất chi là nhiều. BetQ này chỉ cần xịt 1 lần thôi, hoặc là 2 lần trong năm càng tốt, là hết côn trùng. Nói chung cái thuốc này bơm hiệu quả thiệt. Cảnh báo thuốc trừ sâu BetQ giả đã xuất hiện tràn lan trên thị trường. Dòng BetQ bên em là có màng bọc trên thân chai BetQ, là in nổi chữ Kinh Bắc, nhãn phụ tiếng Việt, có lóc lắp nhựa đông nhá. Trên lắp nhựa đông là có vạch đo dung tích, màu sẽ là màu da cam. Đây mới là hàng chuẩn nhá. Rất nhiều các bác tham rẻ và mua phải hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Thì đây chính là những điểm phân biệt rõ ràng nhất của hàng thật. Loại này thì một chai phun cho 1 hecta rất là tiết kiệm và tồn lưu lên tới 4 đến 6 tháng. Đây là BetQ. BetQ được Viện Khoa học và Cây trồng khuyên dùng. Chỉ với một chai BetQ các bác có thể phun cho 1 hecta cây trồng và diệt cực mạnh, cực nhanh tất cả các loại như dày dẹp, bọ trĩ, nhện đỏ, ruồi vàng và sâu đục thân, sâu quấn lá và sâu ăn lá. Chỉ một lần phun duy nhất. Riêng loại này thì các bác cứ phun cho em 3 ngày là thấy ngay kết quả. Các bác cũng có thể thấy là đây là toàn bộ là những đơn thùng. Những đơn thùng này là những các bác đã lấy dùng thử 1-2 chai hiệu quả và đặt lại. Số lượng đơn thùng là nhiều hơn rất nhiều so với số lượng các bác đặt 1-2 chai. Các bác cũng thấy là nó hiệu quả như thế nào. Và hiện tại là trên thị trường cũng xuất hiện rất nhiều hàng giả, hàng nhái của công ty em. Công ty em có địa chỉ tại khu 31 Henta, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Kho lấy của nhà bên em sẽ là kho Ngô Xuân Quảng. Còn tất cả các kho khác đều là giả mạo.